Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, đó, các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi. Và hôm nay là một ngày mà cực kỳ sôi so động các bạn. Tuy là khi các bạn nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ đó, hôm nay không có sôi so động lắm cho nên nhìn thấy được là cả ba chỉ số đó. Thì hầu như đứng như một chỗ các bạn, chúng ta có chỉ số Dow Jones là xuống 0.03%. Chỉ số S&P 500 đó, thì xuống 0.04% và Nasdaq đó, thì tăng 0.03%. Nói chung là không đáng kể các bạn, pre-market ngay bây giờ đó thì thì cũng không có di chuyển nhiều Phần lớn đó mọi người đang chờ đợi cái tin tức trong tuần này đó chính là cái tin tức liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI thôi chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa Và chúng ta có thể nhìn vào những cái hợp đồng khác như là hợp đồng của dầu đó Thì ngày hôm nay lại tăng cho lại một chút các bạn ở mức là 86 đô 69 cent cho một thùng dầu Vàng đó thì các bạn thấy là vẫn rất là tốt Chúng ta tiếp tục thấy vàng tăng lên tới mức là 2.362 đô cho một ounce vàng Và hình như vàng ngày hôm nay đó các bạn có thể nhìn thấy được đã đạt cái đỉnh mới chúng ta nhìn thấy được là cái mức cao nhất của vàng ngày hôm nay đó được zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn nó đã lên tới cái mức là khoảng chừng là 2.363 đô rồi các bạn cho một ounce vàng và một thông tin thường nhận được ngày hôm nay đó là chúng ta có thể thấy được là có rất nhiều những ngân hàng trung ương họ đang tích lũy vàng hiện tại chúng ta có ngân hàng trung ương của Trung Quốc đó thì họ nói là cái tháng 3 vừa rồi họ đã tích lũy thêm 160.000 ounce có nghĩa là khi các bạn đổi ra thành kilo đó là 3.535 kg vàng các bạn vào tháng 3 trong vòng một tháng mà thôi và chúng ta cũng thấy được là những quốc gia khác như là thổ nhĩ kỳ ấn độ kazakhstan và một số những cái quốc gia ở phía đông của châu âu đó thì cũng đã thức lũy vàng trong đầu năm tới bây giờ các bạn thì tại sao đó họ không muốn nói rõ các bạn có thể thấy được là thị trường bây giờ đó đang có những cái sự lo lắng chúng ta có thể thấy được là có một điều cực kỳ thú vị khi mà chúng ta nhìn thấy được là những cái tài sản như là vàng đã tăng trưởng ngược lại chúng ta cũng thấy những tài sản như là chứng khoán hoa kỳ cũng tăng trưởng và đạt đỉnh mới liên tục trong năm nay hai cái này đó các bạn có thể được nó có cái sự khác nhau tại vì thường đó thì các bạn thấy là chứng khoán tăng trưởng tại vì người ta có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế và cái nhìn lạc quan về thu nhập những công ty có nghĩa là họ không có sự lo lắng liên qua là suy thoái tài chính cho nên chứng khoán mới tăng liên tục nhưng mà ngược lại đó thì các bạn thấy được là khi mà vàng tăng đó thì vàng người ta thường xem như là nơi lưu trữ an toàn khi mà có dòng bão xảy ra các bạn có thể nhìn thấy được là cả hai đều đang tăng trong năm nay thì tại sao vậy lý do là tại vì bây giờ đó chúng ta không biết được khi nào Fed mới giảm lãi suất và những ngàn trung ương kia đó khi nào mới giảm nhưng mà khả năng cao họ chờ Fed giảm rồi họ mới giảm các bạn và nếu như mà Fed giảm trễ đó sẽ dẫn đến suy thoái tài chính giảm sớm đó thì dẫn đến lạm phát tăng ngược trở lại các bạn thấy được đây là một bài toán rất là khó nói chung thì thị trường bây giờ không chắc chắn gì hết các bạn và khi mà các bạn nhìn vào crypto hôm nay thì rất là tốt các bạn giá của bitcoin hôm nay đã đã là 71.417 rồi và thật ra hồi sáng này các bạn thấy được là bitcoin đã lên tới 72.000 đô nói chung là chúng ta chỉ cách cái đỉnh không còn xa nữa các bạn chúng ta có cái đỉnh mới cho bitcoin cũng là trong năm nay cách đây khoảng chừng là 3 tuần các bạn lúc đó là giá khoảng chừng là 73.000 đô chúng ta bây giờ đã gần trở lại cái mức đó rồi và bitcoin đó là một loại tài sản mà cũng khá là thú vị các bạn Tại vì cũng giống như là chúng ta đã nói tới chứng khoán như là vàng Bitcoin đó thì có người xem như là nơi lưu trữ giá trị Nơi mà có thể bảo vệ an toàn được Và là tài sản lưu trữ giá trị để mà chống lại lạm phát Một ví dụ điển hình là giờ này năm ngoái các bạn Khi mà nhiều ngân hàng địa phương của Hoa Kỳ sụp đổ đó Thì lúc đó giá Bitcoin lại tăng các bạn Và ngược lại chúng ta cũng có những cái thời điểm mà Những chỉ số như là chỉ số Nasdaq đó Chỉ số mà chúng ta thấy là có nhiều công ty công nghệ tăng trưởng thì bị cũng tăng theo luôn có nghĩa là Bitcoin là một cái gì đó đó Tùy theo là các bạn hỏi ai Có người sử dụng như là một cái công cụ đầu tư Và họ xem Bitcoin như là một cái cổ phiếu liên quan đến công nghệ Một số người khác đó thì xem Bitcoin là tài sản lưu trữ Cho nên nó là một cái tài sản rất là đặc biệt hiện bây giờ Nhưng mà điều các bạn nên biết đó là Ngay cái Bitcoin cũng đã đạt đỉnh mới gần đây các bạn Và cái mức giá bây giờ đó thì không còn cách đỉnh bao nhiêu xa nữa đâu Thì chúng ta nên hiểu đó là ngay bây giờ có rất nhiều cái sự lo lắng như thường vừa chia sẻ liên quan đến Fed sẽ làm gì. Tại vì cho đến ngày hôm nay đó, có một điều cực kỳ thú vị là khi chúng ta nhìn vào cái dữ liệu liên quan đến hợp đồng CME đó, các bạn thấy đây là hợp đồng tương lai liên quan đến lãi suất của Fed thì một điều đã xảy ra ngày hôm nay là những con số này đã cho thấy là bây giờ thị trường chỉ kỳ vọng có hai đợt giảm lãi suất thôi các bạn. Các bạn nhìn thấy được là cái cuộc họp vào tháng 5 đó là ngày 1 tháng 5 thì chúng ta còn à, bây giờ là khoảng chừng 22 ngày nữa mới đến cái cuộc họp đó thì khả năng rất là cao bây giờ các bạn nhìn thấy là 97.3% là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và những gì chúng ta nhận được những cái thông điệp đến từ những quan chức của Fed thì hầu như cũng hướng về là tháng 5 này họ cũng sẽ chưa nghĩ đến giảm lãi suất đâu. Khi nào thì các bạn thấy được là chúng ta chuyển qua cuộc họp tháng 6 đi. Cuộc họp tháng 6 này đó chúng ta cũng thấy được đã có cái sự thay đổi rồi. Trước đây đó cái phần trăm mà nghiêng về Fed giảm lãi suất lần đầu tiên là cái phần trăm cao nhất cho tháng 6 bây giờ thì không phải các bạn các bạn nhìn thấy được là lãi suất bây giờ đó đối với lại Fed Fund Rate như là lãi suất ngắn hạn của Fed lãi suất chúng ta thường nói đến là cái lãi suất đó thì các bạn nhìn thấy được là lãi suất hiện bây giờ của Fed là 5.25 tới 5.5 các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình cái phần trăm cao nhất là 50% là vẫn ở mức nào các bạn 5.25 tới 5.5 cái phần trăm mà giảm lãi suất xuống 0.25 chỉ còn có 48.7% mà thôi có nghĩa là Nói đơn giản tháng 5 không mua giảm lãi suất tháng 6 bây giờ đây thì trường nghĩ là cũng không mua giảm luôn các bạn. Tới khi nào thì các bạn có thể nhìn thấy được là tới tháng 7 đó chúng ta mới thấy được đây là cái tháng đầu tiên mà cái phần trăm giảm lãi suất cao nhất là 49.2% sẽ giảm về 5 5.25 có nghĩa là giảm lãi suất 0.25% lần đầu tiên hiểu đơn giản là chúng ta sẽ không có bất cứ đi giảm lãi suất nào cho đến tháng 7 luôn các bạn trước đây đã kỳ vọng tháng 6 bây giờ đẩy lui là một tháng là tháng 7 chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là tháng 9 thì sao tháng 9 các bạn có thể nhìn thấy được là cái phần trăm cao nhất bây giờ vẫn là 5 tới 5.25 là 38.5% nghĩa là tháng 9 lãi suất khả năng cao là vẫn giữ nguyên Tháng 11 thì sao các bạn? Cuộc họp tháng 11 đó là cuộc họp kế tiếp mà chúng ta thấy là Fed có thể giảm lãi suất thêm 0.25 nữa. Cái phần trăm đó là 37.8% hiện tại. Và tháng 12 thì sao các bạn? Cuộc họp cuối cùng năm nay thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta có phần trăm cao nhất là 4.75-5%. Nghĩa là gì? Có nghĩa là từ đây cho đến cuối năm chúng ta còn tổng cộng là 6 cuộc họp nữa. Và trong 6 cuộc họp đó, đó thị trường bây giờ kỳ vọng có 2 đợt giảm lãi suất thôi. Đợt đầu tiên là tháng 7, rồi sau đó phải đợi đến tháng 11 mới giảm thêm một lần nữa các bạn. Và đầu năm nay nên thị trường kỳ vọng là có 6 đợt giảm lãi suất, sau đó còn 4 đợt rồi bây giờ còn 3 đợt các bạn. Lúc đó là lúc mà chúng ta nghe chủ tịch Trump phát biểu thì ông cũng kỳ vọng là có 3 đợt giảm lãi suất nhưng mà bây giờ thì trường chỉ nghĩ là có hai đợt giảm lãi suất mà thôi. Và một trong những cái lý do đó là các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta sẽ có một cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI vào tuần này các bạn và nó sẽ có hai ngày nữa ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Vào lúc tám giờ rưỡi sáng giờ New York có nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali các bạn. Đương nhiên lúc đó Thuận vẫn còn đang ngủ nhưng mà thêm của Thuận sẽ update trên những mạng xã hội nhanh nhất có thể. Nhưng mà nào ở Việt Nam đó thì sẽ nhận được chỉ số CPI vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày thứ tư của tuần này và các bạn thấy được là lần này là một trong những cái đợt công bố mà nó khá là quan trọng tại vì sao tại vì chúng ta cũng đã từng nói đến ngày hôm qua đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta tính CPI nói chung đó, thì sẽ tăng trở lại các bạn tháng vừa rồi là 3.2 mà tháng vừa rồi đã tăng so với tháng trước đó và thường nhớ cái tháng trước đó nữa cũng tăng so với tháng trước đó nghĩa là đợt này nếu như mà tăng nữa chúng ta sẽ có 3 tháng liên tục mà có chỉ số CPI tăng trở lại các bạn và sẽ tăng ước tính bây giờ là trở về mức là 3.5 từ 3 của tháng trước đó. Nhưng mà core CPI đó thì ước tính bây giờ vẫn giảm một chút các bạn, 3.7 so với 3.8. Và nhiều người lo lắng là nếu như chúng ta có một cái chỉ số core CPI, cái con số mà chúng ta chọn trường quan tâm mà chúng ta có con số này đã không như kỳ vọng. Nếu như mà không có giảm được nó tới là tăng các bạn, không có giảm thì sẽ dẫn đến là khả năng lãi suất giữ mức cao lại tiếp tục lâu dài hơn nữa các bạn đó ít nhất là cái suy nghĩ của những nhà đầu tư trong thị trường hiện bây giờ cho nên các bạn mới thấy được là cái sự thay đổi khi chúng ta nhìn vào chỉ số CMP hiện tại chỉ nghĩ là có hai đợt giảm lãi suất mà thôi nếu như nếu như mà chúng ta có một chỉ số CPI rất là tốt đó thì uh, các bạn có thể nghĩ được thị trường sẽ rất là sôi động lúc đó đó thị trường sẽ rất là xanh các bạn tại vì kỳ vọng mọi người về giảm lãi suất ba lần lại tăng ngược trở lên tại vì những cái tháng này tuy là chúng ta nói là phần lớn bây giờ vẫn nghiêng về là Fed chỉ sẽ giảm lãi suất có hai đợt mà thôi nhưng mà cái sự trên lợt nên nó không có nhiều như các bạn nhìn thấy được tháng 9 á cái sự trên lợt giữa giữ nguyên lãi suất sau khi giảm lần đầu tiên tháng 7 là 38.5 với giảm thêm đợt thứ nhì vào tháng 9 á là 37.5 cho nên cái sự trên lợt nó không có nhiều tất cả bây giờ là đang chờ đợi xem coi là chỉ số phần trăm lạm phát như thế nào chúng ta muốn tiếp tục thấy chỉ số core CPI giảm xuống các bạn đó là điều mà nhiều người đang chờ đợi hiện bây giờ đó cũng là lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy là thị trường hôm nay cũng giống như là pre-market không có thay đổi nhiều các bạn ai cũng đang chờ đợi tin tức liên quan đến CPI tại vì đợt này nó sẽ quan trọng tại vì ngay sau đợt này đó sẽ là cuộc họp vào đầu tháng 5 của Fed và lúc đó chúng ta mới biết được là chủ tịch John Powell nghĩ gì về những cái dữ liệu CPI gần đây nhưng mà nó cũng không có phải là tin tức gì xấu đâu các bạn tại vì các bạn có thể nhìn thấy được là tuy chúng ta thấy chứng khoán gần đây đã có điều chỉnh một chút xíu nhưng mà nó cũng đã đạt đỉnh mới liên tục năm nay rồi các bạn và hôm nay đó cho dù chúng ta thấy có sự thay đổi liên quan tới quan điểm về lãi suất từ đây đến cuối năm nhưng mà cũng không mà ảnh hưởng nhiều đến chứng khoán ngay lúc này và ngay cả crypto cũng vậy các bạn Bitcoin đó hôm nay vẫn tăng chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin ở mức là 71.560 Ether hôm nay cũng tăng các bạn ở mức là 3 ,710 và thật ra phần lớn crypto hôm nay đó là một màu xanh như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và tổng số vốn hóa ngày hôm nay đó để refresh lại để xem coi bây giờ đó là tăng 4.2% các bạn tổng số vốn hóa bây giờ là hơn 2,8 nghìn tỷ chúng ta có bitcoin tăng 3.4% dựa theo cái ethereum tăng 8.5% các bạn bnb thì không thay đổi nhiều solana thì tăng 1.8% chúng ta có xrp tăng 4.4% các bạn đã hết từ stablecoin nhưng mà chúng ta vẫn trong phạm vi là 0.6% chúng ta nhìn thấy đô Dogecoin thì hôm nay tăng 2.4 Thân coin tăng 19.3% Nói chung thị trường ngày hôm nay đa phần lớn là một màu xanh Và cái kỳ vọng giảm lãi suất của thị trường nói chung đó giảm xuống từ 3 lần còn 2 lần cũng tốt các bạn Nếu như mà chúng ta thấy là Fed muốn giảm lãi suất là 3 lần như là kỳ vọng của chủ tịch John Powell Thì đương nhiên đó là một cái thông tin rất là bullish các bạn Thị trường sẽ có cái sự phấn khởi Còn hơn là thị trường kỳ vọng là giảm lãi suất giống như là 4-5 lần Nhưng mà Fed cuối cùng giảm có 2 lần Thì lúc đó thị trường lại thất vọng các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen uống bia tại một quán bar Trung Quốc ngày hôm nay các bạn Vậy thì là bolus hay là bearish về hạ lãi suất <laughs> các bạn hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều rồi, năm nay giảm lãi suất hay không nữa thì ngoài việc là liên quan đến phần trăm thất nghiệp, liên quan đến phần trăm lạm phát nó còn liên quan đến chính trị các bạn, tại vì năm nay là năm mà có bầu cử tổng thống, nhiều người ở quốc hội phải tái ứng cử lại cho cái chức giới của mình cũng giống như các bạn thấy được là bộ tài chính Hoa Kỳ đây trên Yellen thì là một trong những đơn vị mà phải bán rất nhiều và công trái phiếu các bạn và lãi suất cao dẫn đến là cái chi phí lãi suất cũng rất là cao các bạn cho nên hạ lãi suất nó có liên quan đến rất nhiều thứ và các bạn thấy được là không chỉ riêng ông Hoa Kỳ chúng ta có thông tin ngày hôm qua đó là cựu chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu đó chính là Mario Draghi đã nói là liên minh châu Âu đó cần một lượng tiền khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn để đối phó với những thách thức mà khối châu Âu đang đối mặt và phần lớn thách thức đó cũng đến từ chính trị các bạn với cái sự bất ổn chính trị bây giờ liên quan đến Ukraine, liên quan đến nước Nga, liên quan đến Trung Quốc đó, thì uh, họ cần phải đối phó với một số những vấn đề và họ cần tiền để mà đối phó với những vấn đề đó và Mario Giachita đã được giao nhiệm vụ là lập báo cáo cấp cao về sức cạnh tranh của khối châu Âu và ông đã gặp các bộ trưởng của khối châu Âu vào ngày thứ bảy các bạn vào cuối tuần ở Ken ở Bỉ các bạn để mà thảo luận về cách tốt nhất để mà huy động cái nguồn vốn cần thiết. Thu có thể nghe từ xa là những máy in đã khởi động rồi các bạn. Không biết các bạn có nghe được không có tiếng pro các bạn <laughs> ở khắp nơi. Và đương nhiên không chỉ riêng ở châu Âu trong thời điểm này thì các bạn có thể nghĩ là chính phủ của Joe Biden thì ông sẽ ngân chi tiêu nhiều để mà đợi phép trả lãi suất không phải đâu các bạn đó không phải là style của tổng thống joe biden tại vì tổng thống joe biden thì ông chuẩn bị để mà thông báo là sẽ hủy cái nợ đi học cho khoảng chừng là 20 tới 30 ngàn học sinh ở Hoa Kỳ các bạn. Thì đương nhiên khi mà nói tới hủy đó, chúng ta cũng nên hiểu là có một số những cái yếu tố đó cần phải đạt được trước khi bị hủy chứ không phải là ai mượn nợ đi học cũng bị hủy hết. Nhưng mà cái con số đó thì cũng như vậy thôi các bạn. Chúng ta đang nói đến là trung bình thì mỗi một học sinh cơ thể là được xóa sổ 20 ngàn đô nợ học sinh và Tổng cộng đó là ước tính dự theo bài viết này là có khoảng 25 triệu học sinh các bạn. Nếu chúng ta chỉ tính đơn giản là 20.000 nhân cho 25 triệu thì chúng ta đang nói đến con số là 500 tỷ đô la các bạn. Cái số này đó sẽ phải được trả <laughs> chứ không có được xóa đâu các bạn. Người mà bị nợ đó được xóa nhưng mà chính phủ vẫn phải có cái số tiền này để mà trả cho những cái công ty mà cho vay chứ nếu không thì họ lấy tiền đâu các bạn. Cho nên cuối cùng là tiền nó cũng phải đến từ một nơi nào đó. Và đương nhiên không phải là đến từ tiền thuế rồi các bạn tại vì tiền thuế ở Hoa Kỳ đã không đủ để chính phủ chi tiêu cho nên chúng ta mới có lỗ hổng tài chính cho nên đến cuối cùng đó, thì tiền cũng phải được in ra mà thôi có thể đây chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là crypto tăng chúng ta có vàng tăng chúng ta cũng có chứng khoán cũng tăng luôn các bạn năm nay là năm bầu cử tổng thống máy in phải được hoạt động trở lại các bạn chứ nếu không thì làm sao mà có thể có những chiến lược như thế này để có thể có thêm phiếu bầu khi mà chúng ta bắt đầu bầu cử tổng thống vào cuối năm nay và chúng ta nói tới Bitcoin đó, thì ngày hôm nay như thường chia sẻ chúng ta cũng thấy Bitcoin cũng tăng vọt lên các bạn Tăng lên cái mức là 72.700 đô Tăng rất là nhanh luôn trong vòng hôm qua cho tới bây giờ các bạn Và đương nhiên cái mức này so với lại cái đỉnh đó, thì không còn cách xa bao nhiêu xa nữa Và chúng ta thấy được bây giờ giá là 71.537 đô Thì chúng ta có một cái thông tin ngày hôm nay được chia sẻ bởi Bitcoin News Và chủ yếu đó được lan tỏa bởi một người trên credit có tên là predator các bạn Thì người này nói là tại sao Bitcoin tăng ngày hôm nay là do chúng ta có một cái stable coin thuật toán thông biết khi mà nói tới stable coin thuật toán đó, thì các bạn lại bị ám ảnh bởi USD nhưng mà chúng ta đang có một cái stable coin thuật toán mới mà gây nhiều sự tranh cãi thường được chia sẻ trong video gần đây các bạn đó chính là stable coin thuật toán của Ethena là USDE các bạn và cái cách hoạt động của cái đồng stable coin đã chia sẻ sơ sơ với các bạn trước đây cái cách hoạt động của họ đó là thay gì là họ sẽ đảm bảo cái tài sản để có thể hỗ trợ một đồng USDT là một đô la bằng cách là họ mua những cái giống như là công trái phiếu thông thường nhưng mà cái dự án này đó thì ngoại chỉ việc là họ mua những cái công trái phiếu họ cũng dùng tiền này để mà mua Bitcoin và Ethereum và họ sử dụng một cái chiến lược gọi là cash and carry trade nghĩa là họ mua Bitcoin và Ether nhưng mà vấn đề của Bitcoin và Ethereum đó là giá cả dao động hàng ngày thì làm sao có thể có đủ tiền để mà đảm bảo cho đồng này không bị mất phép trong trường hợp giá Bitcoin và Ether giảm mạnh thì họ sử dụng một chiến lược đó gọi là cash and carry trade hiểu đơn giản là họ mua spot nhưng mà họ short futures thì khi mà các bạn thấy được giá xuống thì tuy là cái giá spot của họ giảm nhưng mà họ có lời bên futures tại vì họ đang short mà và ngược lại các bạn thì khi mà giá tăng đó, thì cái lệnh số của họ sẽ bị lỗ nhưng mà họ lại được lời ở bên spot và hai cái đó nó sẽ được cân bằng với nhau họ sẽ tính toán để cho hai cái đó nó cân bằng với nhau và trong trường hợp mà họ short đó, mà họ nhận được funding rate đó là cái phí mà các bạn sử dụng futures đó, bên nhiều phải trả cho mình ít giống như là nếu như mà nhiều người long đó thì những ai short sẽ nhận được cái phí funding rate đó và khi mà họ nhận được tại vì họ đang short mà thì cái phí đó sẽ được dùng để mà trả cho những ai mà tham gia vào staking đồng USDE này. À, nói chung đó, Thì họ làm như vậy Để cho khuyến khích Nhiều người stake Nhiều người stake Đồng giới Thì họ sẽ không có ý định Bán đồng này Để mà lấy tiền Và họ sẽ tiếp tục để mà thu vào và dùng tiền đó để mà tiếp tục thu mua Bitcoin và Ether rồi tiếp tục short rồi lại có thêm những cái phí funding rate để mà tiếp tục trả nói chung là cái dự án này cũng gây nhiều cái sự tranh cãi gần đây các bạn và một số người nói ngày hôm nay tại sao mà giá Bitcoin tăng tại vì hôm nay là ngày đầu tiên mà họ sẽ dùng tiền để mà mua BTC để có thể hỗ trợ gia đồng của họ và hôm nay đó họ mua tổng cộng là hơn 500 triệu đô la BTC nhưng mà như thường vừa chia sẻ đó họ sử dụng cái chiến thuật là cash and carry trade có nghĩa là để tránh rủi ro giá bị khôi biến động đó họ sẽ short cái số lượng Bitcoin tương tự Nếu vậy đó thì đây cũng phải lý do đó các bạn Tại vì một bên họ mua nhưng mà một bên họ short Thì uh, có thể là cân bằng với nhau Cho nên đây cũng không phải là lý do đối thuận Tại sao mà giá ca tăng ngày hôm nay đâu Và chúng ta có thể thấy được là chúng ta có những cái tin tức khác Nó mang cái tính chất bullish dài hạn hơn Như là chúng ta có cái thông tin đến từ Sora Ventures Thì họ đã công bố hợp tác với một công ty có tên là Made Up Planet tại Nhật Bản Và công ty này đã niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo Và ước muốn là tạo ra một cái công ty microstrategy đầu tiên của châu á Tại vì bây giờ rất nhiều người ngưỡng mộ Michael Strategy các bạn Có thể là họ cười Michael Strategy mấy năm qua Nhưng mà bây giờ Michael Strategy đang ngồi trên trả đóng tiền rồi các bạn Họ đang ngồi trên rất nhiều Bitcoin và đang có rất là nhiều lời Các bạn thì chúng ta tính tới là hàng tỷ, hàng tỷ Thậm chí bây giờ có thể lên tới là 10.000 tỷ rồi các bạn Thì Michael Strategy, cái chiến lược của họ là dùng tiền công ty để mà đi thu mua Bitcoin Và người ta thu mua cổ phiếu Michael Strategy Cũng giống như là người ta muốn tiếp cận với giá Bitcoin và không giống như là Bitcoin Spot ETF MicroStrategy có thể vay mượn thêm họ có thu nhập đến từ bán phần mềm thì bây giờ công ty made planet này họ cũng muốn giống như MicroStrategy và họ đã công bố là sẽ bắt đầu uh, lưu trữ Bitcoin trong ngân khối của họ và sẽ thu mua 1 tỷ Yen BTC đầu tiên nghĩa là khoảng 6 triệu rưỡi thì cổ phiếu của made planet uh, họ nói là sẽ giúp người Nhật tiếp cận với Bitcoin mà không phải chịu thuế khi mà gặp lãi. có thể lên đến 55% cái này cũng mới đối với thuần tại vì uh, thường ở Hoa Kỳ đó, thì các bạn gồng lãi không Đông thuế đâu khi nào các bạn chốt lời mới nóng thuế thì không không biết là nhật bản như thế nào nhưng mà nếu như vậy thì cái thuế nó quá cao các bạn made up planet cũng sẽ giúp bất kỳ ai có tài khoản tài sản chứng khoán Tokyo tiếp cận được với Bitcoin mà không có cần phải chịu rủi ro pháp lý nào. Tại vì có thể là nhiều công ty đó họ không có thể lưu trữ Bitcoin trực tiếp được vì lý do này hay là lý do kia liên quan đến pháp lý nhưng mà họ có thể thu mua cổ phiếu của Meta Planet và công ty này sẽ lưu trữ Bitcoin giống như là MicroStrategy. Thì đương nhiên đây là một cái thông tin nó mang tính chất bullish dài hạn hơn các bạn nhưng mà để xem coi là họ có đi đường dài như là MicroStrategy được hay là không. Tại vì một trong những yếu tố lớn của MicroStrategy đó chính là chúng ta có Michael Saylor các bạn. Một trong những người mà có lòng tin cực kỳ vững chắc và Bitcoin và có khả năng thuyết phục được rất nhiều người khác nhất là ban hội đồng quản trị thì không biết là made a planet có đi đường dài được hay là không nhưng mà đây cũng là một tin tức bolus dài hạn các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa cũng rất là bolus. Đó chính là chúng ta thấy có cái thông báo đến từ tờ báo Security Times và họ đã đưa tin là các công ty tài chính lớn ở Trung Quốc như là quỹ Harvest, họ quản lý khoảng chừng là 230 tỷ đô la và cái quỹ Sodan, quỹ này quản lý khoảng chừng là 280 tỷ đô la. Đây là hai cái quỹ lớn đã nộp đơn xin thành lập quỹ Bitcoin Spot ETF tại Hồng Kông các bạn. Hồng Kông bây giờ thì họ đang chấp nhận đơn từ những công ty để thành lập quỹ Bitcoin Spot ETF sau khi mình nhìn thấy được là cái sự thành công của Bitcoin Spot ETF tại Hoa Kỳ thì các bạn đã biết rồi Hồng Kông trên căn bản không thể làm gì nếu như mà không có sự đồng ý đến từ Trung Quốc các bạn nhất là liên quan đến crypto như thế này thì đương nhiên mọi người đều nghĩ là Trung Quốc đang sử dụng Hồng Kông để xem coi là kết quả có những cái luật tốt liên quan đến crypto đã mang lại những lợi ích nào và các bạn nhìn thấy được những quỹ lớn của trung quốc đó thì cũng không bỏ qua cơ hội này và họ muốn có mặt tại hồng kông Chúng ta đã nói tới một ngày nào đó Trung Quốc sẽ chấp nhận crypto một lần nữa tại vì các bạn biết họ đã ban cái lệnh cấm trading từ tháng 9 của năm 2017 và từ đó đến bây giờ đã có rất là nhiều những cái suy đoán là một ngày nào đó Trung Quốc sẽ mở cửa. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa các bạn nhưng mà có thể ngày đó sẽ đến nếu như mà Hồng Kông thật sự thành công và mang đến nhiều lợi ích. Giá cả có thể lên lên xuống xuống các bạn nhưng mà cái chúng ta đang chứng kiến đó là nền móng của thị trường crypto này ngày lại càng vững chắc hơn và chúng ta có một cái sự chẩn đoán đến từ Ripple CEO các bạn đó chính là Brad House thì ông ước tính là vào cuối năm nay các bạn không phải là cuối năm sau mà vào cuối năm nay thị trường crypto đó sẽ có vốn hóa tăng lên gấp đôi lên tới là 5.000 tỷ đô la hôm nay đây các bạn đã thấy được là thị trường crypto đó vốn hóa dựa theo coi cách cô là khoảng 2,8 tỷ thì uh, chúng ta thấy được tăng gấp đôi thì cũng có đó các bạn 5 tỷ 5 tỷ mấy thì đó là cái ước tính của Ripple CEO có nghĩa là nếu chúng ta nghĩ đơn giản là Bitcoin tăng gấp đôi thì bây giờ Bitcoin là 71.400 đô thì tăng gấp đôi thì nếu chúng ta nghĩ đơn giản Bitcoin bây giờ là 70.000 thì Bitcoin sẽ tới cái mức 140.000 vào cuối năm nay nếu như mà CEO của Ripple đoán đúng nhưng mà các bạn đã nhớ là ông nói là tổng số vốn hóa trên thị trường là lên tới 5.000 tỷ đô la chứ ông không nói là đồng XRP vốn hóa sẽ tăng lên gấp đôi các bạn. Hãy <laughs> cái đó nó khác nhau. Ngày hôm qua đó chúng ta có cái tin tức liên quan tới uh, Powerway thì uh, họ nói là họ sẽ tạm thời không cho phép đào Bitcoin trong khoảng chừng là 6 tháng các bạn tại vì uh, họ đang gặp sự cố liên quan tới điện. Thì ngày hôm nay đã thượng nghị sĩ Cynthia Lomas ở Hoa Kỳ đã nói là nếu như lệnh cấm đào Bitcoin sẽ làm tổn thất nền kinh tế Parway là 200 triệu đô la mỗi năm. Thật không biết là bà lấy con số này từ đâu, nhưng mà cho là vậy đi các bạn. Thì một lệnh cấm tương tự sẽ gây thiệt hại lớn như thế nào.

Tại vì các bạn thấy được Pairway đó không phải là nơi mà đào nhiều Bitcoin Hoa Kỳ là nơi mà đào nhiều Bitcoin nhất hiện tại Có cái số lượng đào cao nhất Thì nếu như mà Hoa Kỳ gặp trường hợp tương tự đó Thì sẽ tổn thất bao nhiêu Thì cái bài đang nói đến đó chính là tiền thuế Tiền mướn mặt bằng Rồi tiền trả lương nhân viên Đề xuất thuế đào Bitcoin 30% của Tổng thống Joe Biden nó quá nặng nề Đến mức nó giống như là một lệnh cấm không chính thức Hoa Kỳ phải đón nhận sự đổi mới các bạn Đó chính là quan điểm được biểu hiện bởi Thượng nghị sĩ Cynthia một lần nữa rất ủng hộ Bitcoin và chúng ta cũng có một số thông tin ngày hôm nay liên quan tới ETF thì trước hết đó, các bạn thì được là Ethereum spot ETF đó thì không mấy thả quan chúng ta đã có nhiều nhận định rồi đến từ Bloomberg đến từ JP Morgan họ đều nhận định là khả năng được thông qua tháng 5 đó là không có cao và Barron các bạn thì cũng đã đưa ra nhận định là họ nói là họ có cái thông tin từ một số công ty đó mà chuẩn bị phát hành ETF để gặp riêng SEC để mà thảo luận về sản phẩm của họ Nhưng mà cho đến bây giờ đó Nhưng cuộc thảo luận này chủ yếu là một chiều Không có sự phản hồi quan trọng đến từ SEC Để mà hoàn thiện cái đề xuất Ethereum Smart ETF của họ Và nếu mà so sánh thì tại thời điểm này trong quá trình Bitcoin Spot ETF các công ty phát hành đã trao đổi thường xuyên với nhân viên của SEC rồi nghĩa là họ nghĩ khả năng tháng 5 này sẽ không được thông qua các bạn đã biết chúng ta có khoảng chừng là 7-8 đề xuất thì 7-8 đề xuất đó nó được nạp vào thời gian khác nhau nhưng mà các bạn đã biết là đối với những cái đề xuất này thì một là chấp nhận hết hai là từ chối hết tại vì nó đều tương tự như nhau và cái đề xuất đầu tiên sẽ đến hạn chót là vào ngày 23 tháng 5 các bạn Thường quên là đề xuất gì rồi thường nhớ hình như là Hasdaq hay là của Vanex gì đó nhưng mà nói chung thì ngày 23 tháng 5 sẽ là ngày mà có quyết định cuối cùng cho nhiều quỹ Ethereum Spot ETF Và bây giờ ngay cả Barron cũng nghĩ là sẽ bị từ chối các bạn Và JP Morgan nói là sau khi từ chối sẽ có cái vụ kiện tụng xảy ra tương tự như là Grayscale đã làm với là SEC Và sau đó SEC sẽ bị thua ngoài to rồi họ sẽ phải chấp nhận nhưng mà không phải là tháng 5 cũng phải phải đợi tới à, nửa năm sau hay là qua năm sau các bạn và chúng ta cũng thấy được là những công ty quản lý đầu tư tổ chức của Hoa Kỳ đó với tài sản quản lý là hơn 100 triệu đô la trở lên thì họ phải công bố danh mục đầu tư của mình hàng quý với tài liệu quý 1 phải nộp vào giữa tháng 5 có nghĩa gì các bạn có nghĩa là chúng ta đã biết có bitcoin smart etf thì từ đây cho đến giữa tháng 5 chúng ta sẽ thật sự biết được ai đã thu mua quỹ bitcoin smart etf và dựa theo ho đâu mười lăm capital đó thì đến bây giờ các công ty bên dưới này đã công bố nắm giữ cổ phần BlackRock Bitcoin Spot ETF. Chúng ta có công ty uh, Peking Hard Extras, họ nói là họ lưu trữ 35.000 cổ phần, nghĩa là khoảng uh, 1.3 triệu đô la. Chúng ta có Gerber Kawasaki Inc, lưu trữ là 11.300 cổ phần, nghĩa là khoảng 400.000. Và chúng ta có Burkitt Financial Services, thì con số rất là nhỏ các bạn, chỉ có 602 cổ phần mà thôi. Thì uh, tuy là con số không nhiều nhưng mà các bạn sẽ nhận được thêm nhiều công ty nữa Và nghĩ cách khác, những công ty này đó họ lưu trữ Bitcoin Spot ETF Cũng tương tự như họ muốn lưu trữ Bitcoin các bạn Đó là một phần tài sản của những công ty này Thì ít nhiều gì nó cũng cho các bạn thấy được là có nhiều công ty Họ sẽ muốn ít nhất là lưu trữ tài sản một phần nằm trong Bitcoin Và nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì ngày hôm nay là một ngày mà sôi động với giá cả Nhưng mà đáng tiếc các bạn, đáng tiếc thì uh, hôm nay chúng ta lại có một ngày có dòng tiền âm là 223 triệu tại vì sao các bạn không phải tại vì những quỹ kia bán mà các bạn thấy một trong những quỹ mà tiếp tục bán đó chính là chúng ta thấy là quỹ Rayscale hôm nay lại tăng tốc cho lại là 303 triệu thì chúng ta cũng đã biết là đối với lại những cái thông tin gần đây đó thì cái đợt bán liên tục trong vòng 2 tuần qua là đến từ công ty Genesis tại vì công ty đó đã phá sản họ cần phải bán để mà trả tiền cho những nạn nhân nhưng mà sau đó đó họ bán rồi họ đã mua Bitcoin trên sàn spot để mà trả lời các bạn nói chung khá là phức tạp nhưng mà nhiều người nghĩ là cái lực bán nó liên tục cao sẽ không còn nữa nhưng mà chúng ta thấy được là hai ngày qua thì cái lực bán là tăng trở lại nếu như mà đó là sự thật đó, thì các bạn thấy được đây chỉ là những ngoại lệ mà thôi chúng ta sẽ thấy được là lực bán nó sẽ từ từ chậm lại nhưng mà hôm nay thì không phải các bạn 303 triệu được bán bởi Dry Scale những người khác đó thì thu vào nhưng mà hôm nay cũng là một ngày mà cái lượng thu vào không cao cũng khiến cho thường có nhiều cái bất ngờ tại vì tôi nghĩ là những ngày trước đó đó, các bạn thấy giá cả không được tốt nhưng mà chúng ta thấy ngày nào cũng thu vào rất là nhiều nhưng mà hôm nay đó là một ngày mà giá cả tốt nhưng mà cái lực thu mua lại yếu các bạn chúng ta có BlackRock chỉ thu vào qua 21 triệu mà thôi chúng ta có Fidelity thu vào chỉ có 6.3 triệu chúng ta có Bitwise chỉ thu vào có 40 triệu mà thôi các bạn mà ngược lại hôm nay công ty mà thu vào nhiều nhất chính là Bitwise nhưng mà chúng ta vẫn đang âm 223.8 triệu thì điều này tốt hay xấu các bạn thì nó không có có ảnh hưởng tốt hay xấu ngay bây giờ đâu cái gì cũng vậy các bạn chúng ta cần thời gian và cái này đó chúng ta phải nhìn vào dòng tiền liên tục trong vòng bao nhiêu tuần qua và bao nhiêu tuần qua nó vẫn là dòng tiền dương các bạn chúng ta nhìn thấy được là từ khi bắt đầu tới bây giờ chúng ta vẫn có dòng tiền dương là 12,3 tỷ đô la vào trong thị trường này trong thời gian là không tới 3 tháng thì chúng ta sẽ có ngày này ngày kia các bạn nhưng mà phần lớn các bạn nhìn thấy được là vẫn là những ngày mà có dòng tiền dương chứ không phải dòng tiền âm dòng tiền âm vẫn là những cái ngoại lệ trong thị trường này cho nên bây giờ cũng chưa có gì là đáng lo lắng đâu nhất là rất rõ ràng cái đơn vị mà bán liên tục đó chính là grayscale hiện bây giờ nhưng quy khác thì vẫn tiếp tục thu vào chỉ là có ngày nhanh ngày chậm mà thôi và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa nó liên quan gián tiếp tới Bitcoin Spot ETF đó chính là những cái ETF liên quan tới option các bạn quyền chọn thì các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ ngày hôm qua chúng ta đang chứng kiến rất nhiều những cái sản phẩm mới được ra đời dựa trên Bitcoin ETF hiện tại chúng ta có những cái quỹ ETF đòn 7 futures đã xuất hiện rồi các bạn nhưng mà nói chung thì các bạn có thể nhìn như thế này càng có nhiều những sản phẩm phái sinh liên quan tới Bitcoin Smart ETF đó, thì sản phẩm đó nó càng vững chắc và đó cũng là lý do tại sao mà những công ty đó họ đều muốn tranh đua với nhau để xem một công ty nào ra trận trước các bạn và thể thu vào nhiều tiền nhất tại vì sao các bạn tại vì công ty nào mà được chọn để có thể có những sản phẩm phái sinh đó, thì cái quỹ đó nó sẽ có dòng tiền vững chắc hơn dài hạn nhưng mà hôm nay chúng ta nhận được thông tin đó là SEC đã trì hoãn ra quyết định cho phép giao dịch option như là quyền chọn dựa trên quỹ bitcoin spot etf hiện bây giờ và ngược lại chúng ta cũng có những cái thông tin tương tự các bạn công ty defiance à, công ty này đã cũng đã nộp đơn để có thể có cái quỹ short microstrategy 2 x chúng ta nói tới ngày hôm qua bây giờ đó họ cũng muốn có cái quỹ đòn bẩy 2 x cho Ethereum các bạn và liên quan tới the Futures ETF thì vì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có Ether Spot ETF và một lần nữa cũng giống như thường vừa chia sẻ khi chúng ta càng ngày càng có nhiều những cái sản phẩm đòn bẩy dựa trên những sản phẩm này thì sản phẩm đó nó càng giữ chắc trên thị trường tại vì nếu như sản phẩm đó mà SEC muốn rút đơn lại đó không cho phép nữa thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà đầu tư tại vì có rất nhiều những sản phẩm khác nó dựa vào những cái cái sản phẩm này chưa biết là SEC có cho phép hay là không Ether có phải là chứng khoán hay là không đó, thì tới bây giờ SEC vẫn đang rất là im lặng các bạn và chúng ta cũng sẽ cập nhật liên quan đến phần trăm bịt thường có lời gì trong Classno thì hiện bây giờ chúng ta đương nhiên đã tăng trở lại rồi các bạn hiện bây giờ đã hơn 71.000 đô thì cái phần trăm có lời đang nằm trên vùng màu đỏ chúng ta đã chở vào cái vùng này trong vòng 3 ngày qua rồi và hôm nay chúng ta mức là 97.4% một lần nữa là rất là cao và có một cái thông tin cũng khá là thú vị Thường cũng mới biết đó là ở Long Beach các bạn Long Beach thì không có xa thùng lắm đâu Ở Cali thì có một cái quán hamburger có tên là Bo and Hungry à, Đây là cái quán ăn mà nó dựa theo cái tiêu đề của Bo F các bạn Đây là một cái bộ sưu tầm NFT mà nhiều bạn đã biết thì đáng tiếc cái bài thực là cái nơi này sẽ bị đóng cửa có nghĩa là họ sẽ không hoạt động được nữa có thể là không có nhiều người thích tới đây ăn các bạn nghe thường cũng không biết nữa thì làm sao có nhiều người biết và thay giờ đó sẽ có một cái quán ăn Mexico các bạn chưa lê vơ đây Chúng ta còn vài thông tin khác muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có một cái thông tin đến từ AV các bạn. Thì AV đó họ đang cân nhắc một đề xuất mới để mà chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch với người nắm giữ token AV và AV là cái dự án DeFi các bạn và họ đang xem xét về đề xuất fee switch để mà phân bổ cái doanh thu từ phí giao dịch cho những người mà đang nắm giữ token AV hiện tại. Đương nhiên để và tạo thêm cái lý do để người ta nắm giữ token AV các bạn và dự kiến này đề xuất sẽ được bỏ phiếu trong cộng đồng về vào tuần sau hiện tại doanh thu hàng năm từ phía giao dịch của AV ở mức là khoảng 60 triệu đô la mỗi năm bước đi này của về đã theo sau những sáng kiến tương tự từ những dự án DeFi trước đây như là Uniswap và Frax những dự án đã triển khai những đề xuất chia sẻ thu với người dùng của họ rồi và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là chain DYDX thì hồi sáng này đã gặp sự cố của các bạn cho nên đã ngừng hoạt động một thời gian thùng chưa có xem thông tin mới nhất xem có hoạt động lại hay là chưa nhưng mà thường chỉ muốn chia sẻ như mà nào mà chấp sự cố ở sáng này thì ít nhất cũng biết lý do tại sao và chúng ta thấy được là cho tới bây giờ đã vẫn còn nhiều những bạn mà sử dụng Solana vẫn tiếp tục nói là Solana đã vẫn đang bị tắc nghẽn và cho dù chúng ta thấy những cái thông tin là sự tắc nghẽn của Solana đã có sự chậm lại gần đây là do những cái giao dịch liên quan tới bot không bình thường tới người dùng bình thường nhưng mà các bạn thấy được là vẫn có nhiều người dùng bình thường nói là họ vẫn gặp vấn đề hiện tại khi mà sử dụng Solana không biết các bạn có gặp những cái sự cố tương tự hay không khi mà gửi Solana. Thuần đó thì vẫn lưu chỉ một phần Solana, nhưng mà gần đây đó thì các bạn đã biết là thuần chỉ giữ một chỗ mà thôi, không có di chuyển. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như đã dành riêng cho cộng đồng bên Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà các bạn tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn